Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và chiều hôm nay thì để coi, hôm nay là đêm cuối rồi. Đêm cuối là Tường ở Trương Gia Giới, là tour 6 ngày 5 đêm, mà một đêm đầu là ở Tàu và 3 đêm ngủ ở 3 địa điểm: Phượng Hoàng Cổ Trấn, rồi Phù Dung Trấn. Hôm nay là Trương Gia Giới, ngày mai đêm mai là sẽ ngủ trên Tàu, mốt là về tới Việt Nam. Nói chung là tour 6 ngày 5 đêm, thì hôm nay là đêm cuối ở Trương Gia Giới rồi. Chiều hôm nay đoàn của Cát Tường sẽ đi, đầu tiên là sẽ vào một cái tiệm trà để uống trà. Nói chung là mình đi tour Trung Quốc thì nó sẽ có những cái địa điểm mà tour họ sẽ đưa mình đến đó, để họ bán những cái món mà kiểu như đặc sản của đất nước họ. Thì chiều nay đi uống trà, xong rồi tối nay thì sẽ đi xem một cái show rất là hoành tráng của Trương Nghệ Mưu, mà vé mua là phải tới là một người mua một cái vé là 1,3 triệu, 380-34-4312, khoảng 1,2 triệu. Đó, bây giờ uống trà trước nha quý vị nha, let's go. Trà, cục trà nó bo là một cục bự nè, giá không? Giá trà mình để cục trà. Mình thì không có mê uống trà quý vị ơi. Hồi đó Tường cũng đi tour Trung Quốc hay tour Hàn Quốc gì không biết, mà mua trà cũng nén là vậy nè, mà nói trà trị bệnh cục bự vậy nè. Rồi có cái bình trà rất là đẹp luôn, cái bình trà pha vô mà nó có hình long phụng gì đó, mình chế vô thì nó chuyển màu, cái ly đó, nó chuyển màu, mà không biết ba Tường có xài không nữa. Mua cho ba Tường, không biết ba Tường có xài không, ổng toàn cất không mà ổng không có chịu xài. Những tín đồ của trà, cách pha trà người ta rất là công phu, người ta phải làm nóng ly, nóng tắt rồi pha. Có một lần Tường ở Việt Nam mà Tường lên trên chỗ Gia Lai đó quý vị, lên Gia Lai đó, có mấy cái nhà mà họ cũng già uống trà đạo đó, đẹp lắm, họ xây nguyên cả cái nhà luôn, họ rót, họ cầm cái muỗng nha, cái nhíp, họ gắp cái ly, họ nhúng, họ tráng, họ chế và trò từng chút. Ê, như mình uống cà phê là mình pha cà phê phin nữa đó, giọt đó, họ làm ly chút xíu vậy nè. Ngoài Huế cũng vậy, nó uống trà, mấy người mà uống trà ghiền á, là cái bình trà nhỏ chút xíu, mà Huế cái gì cũng nhỏ nhỏ xíu nè, cái ly chút thì nè, rót trà có chút, mà uống một trà vô mà người mà không biết uống, uống có thể say luôn, như là trà rất là đậm, nhưng mà uống được người ta nó rất là ngon. Đây, cầm ly uống trà, cầm ly uống trà nè, hai ly này cầm tay, ly này đây, ngón tay cũng nghĩ là vậy, nha. Nam á, phải khép vô nha, nam mà dảnh là vậy là thành bơ đơ nha. À. Nên là khách Thái Lan năm nay nhiều hơn khách Việt Nam. Năm ngoái thì khách Việt Nam nhiều. Uống vô là đắng. Mình không phải tính đồ của trà. Thử đi, thử đi. Dầu cam lắm, cần nghĩ cho mình xem. Nếu không có ăn, có cái ly nè, dầu mỡ uống trà, dầu pha hết dầu mỡ. 然后呢，我们油是进肚子里面没有运动，它会形成脂肪。那个油，按照中国人，我们可以油，按照这个表，我们。我们人有两种脂肪，可以看一下啊。油炸油。可以看一下，已经完全溶解的哈。嗯，这奶的淡呢，淡油啊。我们喝了茶之后，不要做，我们稍微走一走。嗯，没工上吃，没过来的，不，你咋？各，干脆买个奶，不得来吃啊，菜嘛。 cuối cùng thì ta giới thiệu nhiệt tình quá, cả đoàn uống trà nhiều quá, tôi cũng mua ủng hộ hai hộp trà 100 tệ, hộp là 350.000 tiền Việt Nam, đó là bổ thận. Bỏ hay không biết, mà này là cái đổ trọng, có thể là bỏ vô nấu ăn được. Nói chung là mình mua ủng hộ 350.000 hộp đó. Còn cái chuyện bổ thì phải uống cả đời chứ, lâu lâu uống miếng thì cũng uống cho ngon miệng thôi. Ok, ủng hộ đi mọi người ơi. Hello, mua quá trời đồ trà nè ha, rồi quà nè, trà là táo tàu nè ha, cho nhân viên nè ha, táo tàu ốc chó nè ha, rồi trà uống thải độc cho mẹ nè ha. Rồi bây giờ là đêm cuối, phòng 8402. Welcome. Rồi, ủa nó bật sẵn rồi thì là đèn đâu, toilet lên. Đây nè, toilet rồi, cái gì nữa. Trời ơi, không thấy đường vậy ta, chữ gì đây. Chữ gì đây trời, lên. Đèn sáng, mình cứ cho đèn sáng hết đi rồi tính sau.
Đó, rồi, được rồi, sáng như đó thôi. Ok, từ từ, đi review cái phòng cái đã. Cái này là cái gì? Toilet. Đấy, cũng được, nhỏ nhỏ xinh xinh. Phòng này có vẻ ấm cúng nè. Hôm qua phòng kia lạnh lẽo quá. Ôi, phòng này ấm cúng đây. Coi có view gì không? Đây là cái thẻ phòng. Ôi, được. Ấm cúng chưa? Ok rồi ha. Núi non. Muốn mở cửa ra thì mở cửa. Wow, ô cửa này, ví dụ như trời nóng là có mở cửa này ra được luôn nè, có cửa lưới, được á. Trời lạnh thì đóng, ngồi đây uống trà. Tuyệt vời, đêm nay pha thử trà mới mua uống đi. Tôi là người làm nghệ thuật cho nên tôi rất là mê đi coi show. Nghe tối nay đi coi show là tôi đã rất đúng giờ. Đoàn hẹn 5:30 ăn cơm, mới 5:25 tôi tới cho tôi ngồi rồi. Mới 5:27 à, 25 tôi xuống rồi. Đồ ăn đã dọn ra, bây giờ đợi. Hôm nay chúng ta được ăn lạnh quá, ăn gì đây? Ừ, súp súp, đậu lẩu, ok, được. Táo tàu đặc sản đây. Hello. Và sau khi ăn cơm xong thì đoàn của Cát Tường đi xem show của Trương Nghệ Mưu. Thì Tường chia sẻ là cái show này là mua vé là 380 tệ một người. Là cũng cần khoảng 1,5 triệu đó quý vị. Và bây giờ thì đoàn của Cát Tường tới sớm 30 phút để đi dạo, chụp hình, quay phim xung quanh. Rồi đúng giờ thì mình sẽ vào xem show nha quý vị nha. Go. Người ta nói rằng là cái show này là mình phải nên coi, tại vì nó hay lắm. Tường muốn xem để so sánh với những cái show mà Tường coi ở Việt Nam, ví dụ như Ảo Show hay là ở show ở Phú Quốc, show nhạc đèn, nhạc nước. Nói chung mình làm nghệ thuật thì mình nên xem để mình học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm. Quá đẹp luôn. Nhưng mà thật ra là ở Phú Quốc á, ở bên ngoài cái chỗ mà Phú Quốc á, thành phố phòng ngủ nó cũng đẹp, đẹp hơn vậy á. Ở Phú Quốc là đẹp lắm nha quý vị. Nghe nói là ở Phú Quốc bây giờ mới làm thêm mấy địa điểm check-in mới nữa trong năm vừa rồi mà Tường chưa có đi. Chứ thật ra là đẹp đẹp chứ Phú Quốc cũng rất là đẹp. Cái show nhạc nước của Phú Quốc là Tường coi 2 lần á, mà lần đầu tiên Tường coi là Tường muốn khóc luôn á cả nhà, xúc động á. Thì mình còn đến Trung Quốc thì ngày xưa á, Tường đi 10 mấy năm trước Tường cũng có coi show Thanh Xà Bạch Xà, làm hay lắm. Nước rồi nó chảy, mà Tường nước nó chảy ầm ầm sóng đánh đồ làm tùm lum hết trơn ở trên sân khấu luôn, rất là hay. Thì thật ra Trung Quốc là nó đi trước mình mà. Mình đi coi để mình học hỏi thôi. Đẹp quá. Người giỏi về cái dục mới tóc. Mọi người thấy coi phim cũng tràn không? Mới tóc rất là đẹp. Tộc gia, gia tộc. À, bán những cái biểu tượng của nhà hát thôi. À, hình những cái cô gái. Dùm chặt chút mới đẹp được đó mấy cô gái. Ok, cream đây là giấc mơ. Musical Waterland đây là nhạc nước. Trời ơi, nhạc nước nè. Nhạc nước đẹp chưa? 268 tệ. Wow, đẹp quá. Rất đẹp. Cái cảnh thôi. Đẹp quá. Mình vẫn thích cái kiểu đèn lồng. Đèn lồng đỏ nó giống Hội An phố cổ vậy đó. Mấy cái đèn lồng này xuất xứ từ Trung Quốc. Nói chung là mình bị ngàn năm đô hộ giặc Tàu á quý vị, cho nên những cái gì của mình truyền thống nó bị là giống Tàu là cái chuyện hết sức bình thường. 100 năm đô hộ giặc Tây, 1000 năm đô hộ giặc Tàu. Ồ, có những cô gái biểu diễn ở ngoài. Có những cái tiết mục biểu diễn ngoài cho mình xem. Mặt nạ, ba lô, bán đồ lưu niệm, quá đẹp luôn. Đẹp nhỉ. Đừng có người trên cao nữa, nhiều cái đồ chơi. Kìa, đi quay tiếp vòng vòng. Được chưa, ai cần vào. Ồ. Có nghĩa là những cái lễ giống như là lễ hội dân gian vậy đó quý vị. Những cái trò chơi ngoài đường rất là dễ thương nè. Đóng vua, đóng hoàng tử, đóng như nè. Ồ, đó. Anh chàng đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Này nè. Cao dữ vậy anh ơi. Ê, tính ra mặt mấy bạn này đẹp trai nha. Mấy bạn này là diễn viên hết á. Mấy bạn này là một lát sẽ diễn trong show hết. Có đồ chơi này. Mấy cô rất là đẹp. Đây là con gái đẹp thật sự nha, không phải là bên Thái Lan đâu nha. Da trắng, da mịn no.
Mình phải ủng hộ đồng nghiệp. Ủng hộ đồng nghiệp mặc dù không hiểu gì trơn trời. Trời ơi mấy anh làm quá. Vui không quý vị? Quý vị dài lắm. Nguyên đoạn đường dài. Woo! Woo! Biểu diễn đi anh, rút kiếm ra đi anh. Oh! 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 À. Ghê. Ôi. Ông Phú Vinh Sơn. Ô. Hãy cho tôi một cơ hội để quan tâm đến những người dân 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 dân. Nhảy đi. Thôi thôi kìa em xin kìa. Hey. Ôi bán đồ ăn kìa. Kìa sắp tới chỗ nhà hát rồi đó quý vị. Ê, trước khi vô coi show mình phải đi vệ sinh nha. Có. Chứ đi coi show là không có được đâu. Kìa ở đây cũng bán đồ ăn giống như ở đấy. Mực này ngon nè. Cái gì? Ăn cái gì? Hello Thùy Bông. Đây chúng ta đã đến khu vực nhà hát rồi. Và bây giờ trước khi xem show chúng ta sẽ đi xem nhà ma. Tôi là người không sợ ma. Trợ lý của tôi rất sợ ma mà đòi đi coi. Ai không đi coi ma thì ở đây. Ai đi bắt ma theo các tường. Ồ, đây cũng là một cái nơi để treo những cái bùa cầu bình an, những cái lá cầu bình an nè, quá trời luôn nè. Ở đây giống bên Nhật quá. Ở đây giống bên Nhật y chang à. Ồ. Rồi, bắt đầu. Ui. Vào. Đừng đụng chạm, đừng rờ vào. Ồ. Có ai hù gì không? Có thấy không? Chậm thôi. Cái gì mà la hét om sòm. Trời ơi đi vô ngôi nhà ma mà đi cả tập đoàn như vậy ma nó sợ mình á. Thử đi một mình coi dám đi không. Đi một người hai người thì sẽ sợ. Nó thật ra là bình thường thôi. Nó là những cái cảnh thôi, âm thanh thôi. Nó hù mới giật mình. Nhưng mà đi một mình thì hơi rén thiệt. Còn đi đông mà vô mà la áp đảo mấy con ma luôn. Rồi thôi đi vệ sinh vô coi show. Go. Đi. Mời các bạn vào nhà hát. Wow. À là mùa này khán giả ít cho nên họ chắn cái màn ở đây để cho nhìn đỡ bị loãng. Còn nếu như cái mùa du lịch mà đông là họ sẽ mở bung này ra luôn. Sân khấu nó rất là lớn. Mùa này quá lạnh cho nên nó không phải là cái mùa du lịch.
Và thế là đoàn của chúng em được ngồi ngay chính giữa luôn, ngay trung tâm, bởi vì đoàn chúng em đã đăng ký sớm cho nên được vị trí rất là đẹp. Ở đây chúng ta có thể thoải mái coi, nhưng mà vào trong sân khấu này thì chúng ta sẽ được là quay, chụp hình thoải mái nhưng mà không được livestream, ok? Rồi. Thì trước khi mình đi ăn thì Tường review một tí xíu về cái show Tường vừa mới xem. Thì hầu hết 80% những người mà chưa bao giờ xem show thì đều là wow, rất là hay, rất là đặc biệt. Đối với Tường thì Tường thấy nó khoảng là 70%, nếu mà bản thân Tường chấm thì Tường chấm 7/10, tại vì Tường coi rất là nhiều show rồi. Tường chỉ ấn tượng ở những cái chỗ là đèn của nó là đèn, cái đèn laser nó ảo, đèn trên sân khấu á thì đèn nó lung linh hơn một xíu. Với Tường ấn tượng là về cái kịch bản thôi, những cái màn mà bay làm cho mình bất ngờ, bay từ trên bay xuống ôm cái khúc cây mà phá cái tường thành, thì cái đoạn đó là đoạn làm cho Tường cảm thấy ấn tượng nhất. Chứ còn thực sự là những cái mà nước, sân khấu nước hay là những cái mà xuất hiện bên này bên kia hay nhảy múa ca hát thì Tường thấy nó là bình thường. Với lại là mình ấn tượng ở cái đoạn mà lửa bắn súng á, cái đoạn cuối mà khi mà thời kỳ hiện đại á, nó tái diễn một cảnh một cái trận đánh nhau ở trên sân khấu á, thì mình thấy nó hay. Nó làm y như phim vậy đó, họ làm thật, họ đánh nhìn thấy nó thật chứ nó không có giả.
thì cái đó là những cái mà Tường thấy rất là ấn tượng. Nó còn nói là thật sự mà xuất sắc thì đối với Tường là chưa. Tại vì ra thì Tường mới hỏi là cảm nhận của Tường là đúng. Bởi vì cái show này nó có từ năm 2008 lận, và người ta diễn bữa giờ mấy chục năm rồi, nó quá trời nhiều rồi, mười mấy năm rồi quý vị. Đó, nhưng mà mình nên coi nha. Tất cả trong đoàn Tường là ai cũng mê, những người mà mới coi lần đầu là mê đắm đuối. Đấy, chào đón các Tường đến với chương trình ẩm thực đêm khuya. Mọi người đặc sản ai muốn ăn thử. Rồi. Đây là đầu hũ thối. Ngoài nhân dân viên chính. Ờ, 28 tệ này. 228 tệ. 28 tệ nè. Xiên là xiên như vậy thôi này. Có hôm ăn trên tàu có cái loại gà mà ngon lắm, mà nay không biết nó có giống không. Mua cho nhân viên đứa cái đùi gà vậy đi là xong. Cũng mắc à, 15 tệ. Cũng 50 ngàn hả? 15 tệ, 10 tệ, 30, 50 ngàn chứ đâu ít gì. Ăn mấy ngàn. Mua thử bịch khô mực này coi. Về để nhậu. Gà trên tàu lửa ngon lắm. Cái cánh gà nhỏ nhỏ thôi nè. Đi dịch luôn, mình phải ăn thử ngon không mới mua, chưa ăn luôn. Chị ăn, anh mua cái gói xong anh ăn thử, cái gói đi ăn thử xong là ok. Em thử cái mực này coi có ngon không, coi có ngon bằng bên Nhật không. Ngon thì biết được, còn mua nữa còn không ngon thôi. Có 10 tệ, thử nè xin xem thế nào. Ngọt, mực rất là ngọt. Ê, hay là mua thêm được nha, ngon lắm. Ngọt mà không cay. Mua thêm không? Thử đi. Khỏe, ngon, nhậu rồi ngồi nhâm nhi coi phim rồi ăn được. Ngọt. Tại vì người Bắc á không ăn ngọt, người Nam ăn ngọt. Ngon. Và bây giờ là cả nhóm tụi em đi mát spa chân thư giãn cuối ngày. 50 tệ một người, quá enjoy, đi bộ mệt quá rồi quý vị nên nghỉ ngơi. Good night, chúc cả nhà ngủ ngon. Sáng mai em sẽ review tiếp ngày cuối cùng ở Trương Gia Giới nha. Chào cả nhà, và bữa đây là bữa sáng cuối cùng ở Trương Gia Giới. Đêm nay lên tàu, sáng mai mới tới Nam Ninh, rồi mới tới Nam Ninh rồi mới đi đường bộ về Hà Nội. Và đây là buổi sáng, ăn sáng không ăn buffet như mấy bữa nữa, mà sáng nay là ăn đồ món ha. Mọi người xem ăn sáng của người Trung Quốc cũng rất là phong phú. Bánh bao, bánh ngọt, bắp, đậu hũ, cháo trắng, rồi cái này là cái gì ta? Cái này có vẻ như là mì. Cái này là mì quý vị ơi, mì nè. Đó. Rồi đó, rau cải, khoai tây, ủ anh khoai lang, trứng này là trứng gà. Thế thôi, mình có thể ăn cháo trắng với là củ kiệu đi, ăn cháo trắng với cải, dưa cải cho nó lành, cho cái bụng nó tốt buổi sáng. Bữa giờ mình ăn gọi là dầu mỡ nhiều quá rồi đúng không quý vị? Hoặc là chúng ta có thể ăn sáng một miếng khoai lang đi. Okay. Tôi vừa mua bao gối, bao nệm 2.000 tệ nhá. Cái món hàng cho đoàn nhá, được tặng hai cái khăn áo ấm. Rồi, đẹp chưa? 2.000 tệ vậy chi là 7 triệu. Đó, một bộ ra giường. Bây giờ đi hút chân không? Ok. Rồi, sáng giờ là đi được 2 điểm. Mà tại vì không có cái gì để quay, để Tường quay cho các Tường quay cho mọi người xem. Toàn là mình đi tour là mình phải vào những cái địa điểm mà hướng dẫn viên ở trong những cái tour là ta đã kết hợp để giới thiệu những cái gì đó đặc biệt của đất nước người ta. Thì hồi sáng là mình đi tới cái chỗ bán con tỳ hiêu, bán ngọc, bán mấy cái miếng ngọc. Sáng Tường cũng định mua rồi đó, nhưng mà chỗ đó không cho quay nên ghét quá không mua. Rồi chỗ thứ hai là địa điểm lụa. Thì hồi nãy Tường mới mua cái bộ ra gối rồi đó là 2.000 tệ, đem ra xe rồi, còn cái này người ta thêm người ta tặng. Nói chung người Trung Quốc người ta cũng hiếu khách lắm, tặng quà tặng đồ tùm lum, mà ta đánh vô tâm lý mình rất là hay. Tặng quà tặng đồ với giảm giá giả mang rợ dữ lắm. Đây tôi kể cho mọi người nghe, mua một bộ ra là 3.000 tệ, tặng một cái bộ, mua một bộ ra 4.000 tệ thì sẽ tặng một bộ ra 3.000 tệ. Nhưng mà cuối cùng tôi mua bộ ra 3.000 tệ, tặng lại bộ ra 4.000 tệ, còn bớt ngàn còn lại 2.000 tệ. Có nghĩa là cỡ nào cũng vậy, bên Bì Hiêu cũng vậy nữa. Bên Bì Hiêu là cái giá cái chiếc miếng ngọc đó là 1.200 đô Mỹ.
mà hôm nay gặp ông chủ giảm giá còn có 200 đô Mỹ thôi. Nghĩa là họ rất là đánh vào tâm lý là rất là trân trọng, rất là tôn vinh cái người mua, để mà làm cho người ta cảm thấy phấn khích là có tiền là người ta sẽ bỏ ra. Cho nên mình đi du lịch, mình đi tour, mình mua đồ là mình hết sức tỉnh táo. Cái gì mình cảm thấy thích, nó là ví dụ về những cái phong thủy hay tâm linh là nó vô giá, mình thấy thích hoặc là mình có điều kiện, có tiền thì mình mua. Chứ còn mình đừng có nghe chị người ta nói giá cả gì đó. Tiền mình trong túi mình bao nhiêu, ví dụ như Tường so sánh với ở Việt Nam, Tường mua bộ ra giường đi, à, họ nói 3.000, 4.000 tệ gì kệ họ. Nhưng mà trong đầu Tường suy ra, ví dụ ở nhà Việt Nam mình, mình đi mua một bộ ra nệm giá nó cũng khoảng tầm là 5 triệu. Thì bây giờ ra đây mình mua 2.000 tệ là 7 triệu, tặng thêm được bộ nữa, mà mình cũng đi du lịch nước ngoài cầm về thử là ok, thấy hợp túi tiền là mua. Đó là vậy, đó là một vài kinh nghiệm Tường chia sẻ cho cả nhà khi mà đi mua sắm, nhất là vào những cái địa điểm tham quan mà do tour họ đưa tới nha cả nhà. Còn bây giờ chắc là Đoàn lại đi ăn rồi, ăn hoàng cổ thôi, đi đi gì biết luôn, đồ tặng mà mình vô mình nghe người ta nói nãy giờ thì người ta tặng mỗi người một cái, còn như nãy các Tường mua là họ đã tặng các Tường 2 cái rồi, bây giờ là tặng thêm cho khách không mua người ta cũng tặng. Hoàng cổ, căn quàng cổ nhỏ nhỏ, quàng quấn vào cái cổ vậy nè, vậy nè, buộc nơ lại vậy nè, vậy đây nè, đây đây nè. Ê rồi, ô bây giờ tới nhà hàng rồi, nhà hàng địa phương hôm nay sẽ có thủ tục là mời rượu chào đón mình. Vậy là cái nhà hàng này mình ăn rồi luôn, mình đã đến đây đúng cái nhà hàng này luôn. Đấy là chính nhà, đúng cái nhà hàng này luôn. Mà những ngày trước có đẹp lắm. Đúng rồi, phía trước đó nó có dựng cảnh nhiều để chụp hình đúng không? Đúng nhà hàng này mình ăn rồi. Nè con cá hoa hoa hôm qua nè Nhân. Con cá hoa hoa nó có 2 cái chân sau luôn, y như con cá sấu vậy thấy không? Ôi cá con này á. Kinh dễ sợ. Cái đó cá không? Cái đầu nè, đuôi nè. Khó, trời, cái ớt dài dữ thần vậy. Ừ, ớt thật đấy. Cái ớt dài ha, dài hơn một gang tay luôn. Wow. Sen, quý, tất cả các loại ớt. Ớt vậy cũng là thứ thang quá. Đây, mình không được tay cái gì. Uống nhơi uống ít. Biểu diễn uống rượu. Chỉ được một uống. À, uống bát rồi. Uống bao nhiêu nha. Dinh, dinh uống được hay say, để em uống cho. Uống được say. Tại vì nếu có cái mắt kém là Tường sẽ ăn không được. Mua lên tàu ăn đó. Hỏi ăn thử được không? Sao? Trời ơi con ba ba quý vị. Con ba ba. Wow, nguyên con ba ba luôn. Cái này không mà bám sao trời. Mình ăn không được, có cái cay quá ăn không được, cay quá. Về Nam Ninh. Lên tàu, tạm biệt Trương Gia Giới, về Nam Ninh chứ không phải thăm đợt tinh lộ. Đêm nay lại 12 tiếng trên tàu sụp sụp.